Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Trọng Thơ sẽ review những căn nhà ở xã hội và nhà phố thương mại của Becamex cho chúng ta cùng xem nha. Đó, với một diện tích ngang 5 số 30, ở đây thì những cái chủ đây thường là đầu tư một cặp một những vị đó, hai lô liền kề, xây 1/2 lầu và 6 phòng trọ sau. Ngày hôm nay Trọng Thơ có hai lô những vị, hai lô nằm trên mặt tiền đường này quý vị ạ. Từ đây di chuyển hai ngã tư chúng ta rẽ trái là tới vị trí đất nha quý vị, tới vị trí đất. Và ngày hôm nay xin mời cả nhà chúng ta cùng khám phá những cái dãy nhà ở xã hội, những cái dãy nhà thương mại của Becamex ở trong khu vực này để cùng Trọng Thơ tham quan và cùng khám phá những cái mô hình nhà trọ tại khu vực này nhé. Với một bất động sản ngang 5 số 30 và hai lô liền kề thì ở đây là xây nhà theo kiểu mẫu trên trục đường N9 nhé quý vị. Đó, 5m, vỉa hè ở đây là 4m và xây lui vào ạ. 5m là 9m nhé quý vị. Hành lang đằng trước nhà cực kỳ đẹp, cảnh quan cực đẹp nhé. Rồi chúng ta đi vào. Chúng ta đi vào là ở cái luồng dưới này là 2m nhé quý vị, 2m. Đó, xây một thiết kế cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Xây được hai căn nhà đằng trước và 8 phòng trọ sau quý vị ạ. 8 phòng, 1 2 3 4. 8 phòng trọ sau. Và đằng sau này sẽ có 2m lối thoát hiểm nha quý vị. 2m lối thoát hiểm. Mỗi bên 2m thành là 4m lối thoát hiểm nha. Đây. Có 4m lối thoát hiểm. Cực kỳ đẹp. Và anh cameraman thì quay cho chúng ta xem những cái vị trí đằng trước này nha. Chúng ta sẽ lên trên cầu thang để chúng ta review căn nhà này nha. Đó. Với căn nhà đằng trước này thì chúng ta cùng nhau, cùng Trọng Thơ khám phá nha. 1/2 lầu cực đẹp nha quý vị. Đây ạ. Lên cầu thang, lên 2 lầu nữa. Và trên này chúng ta có thể xây dựng cho thuê văn phòng đều được nhé. Khu vực này thì đường xá thì được chủ đầu tư Becamex làm cực kỳ chuẩn chỉnh Singapore và cực đẹp. Đằng sau có 2m lối thoát hiểm và đằng trước có 9m hành lang. Cực đẹp. Và ngay đây là khu công nghiệp và đô thị Becamex Trơn Thành Bình Phước với tổng diện tích 2076 ha, được chủ đầu tư Becamex đầu tư và bắt đầu triển khai hạ tầng vào năm 2019. Tới thời điểm này chúng ta thấy đường thì đã có biển báo tên đường, đã có vạch kẻ phân làn đường, đã có biển hiệu giao thông, điện đã có, nước sạch đã có, cây xanh đã trồng chuẩn Singapore. Với một vị trí nằm ở trong lõi của trung tâm của thị xã Trơn Thành Bình Phước như thế này nha, mà giá hiện tại bất động sản những cái lô mà Trọng Thơ giới thiệu cả nhà chúng ta đây, chúng ta di chuyển là một chút xíu nữa thôi ạ. 100m là tới vị trí đất nha. Hai lô liền kề, cách góc chỉ 30m. Mà giá hiện tại quý vị rất bất ngờ nha quý vị, rất là bất ngờ. 4,5 triệu trên mét vuông quý vị, 4,5 triệu mét vuông. Diện tích đất của chúng ta là ngang 5 số 30, hai lô liền kề là ngang 10 số 30. Đất của chúng ta đất ở đô thị full thổ cư, nằm trên những trục đường chính đẹp. Đường đã được trải thảm nhựa, cây xanh đã trồng và điện nước đã có. Quý hàng quan tâm và đầu tư tại khu vực này, liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 888. Và Trọng Thơ xin chia sẻ những bất động sản mà Trọng Thơ đang chào chúng ta, gửi bán chúng ta ngày hôm nay. Giá cách đây 2 năm trước, giá dao động từ 1 tỷ đến 1 tỷ mốt, mà hiện tại chủ kẹt quá bán chỉ 650 triệu. Quý hàng quan tâm liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 888 nha. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.